cũng chưa hát gần thành một câu tê. Em quýnh nó còn đứt quãng quá. Hả? Em quýnh nó còn hơi bị đứt quãng. Thì đó, thật chứ. Là em quýnh trong cái tinh thần bế tắc. Hả? Anh nhìn thấy em quýnh giống như là em đang bị bế tắc. Không. Chứ nó không có vô em được. Em đang thiếu một cái gì bên phần câu tê em đang... Thank you. Thank you. Tay rồi. Vậy là anh muốn em đi. Thì anh nấu, anh không chi ai, anh thích nó, khi con hơi lát, bữa xong rồi con. Hôm nay chơi chuyên ba xịn rồi, đâu thấy gì. Ok, lúc mấy cái đó là nên cho nó quýnh luôn. Chứ đừng đỡ. Đỡ tính ra chứng thương đau hơn một điểm. Tiếp combo luôn. Khúc đó là Quân nó hay bị động lắm, quất nó. Hikoshi nhớ không? Hiyoshi. Hiyoshi giờ. Bây giờ xem như anh đưa lên chưa? Chưa đó mà. Chưa thuốc mình rồi. Ký nghệ quýnh nghệ sĩ quá. Xuất sắc đi, khô máu đi. Thì ký đồ chơi nó trong lóc kìa. Tiếp nó đang mất cơ. Thì ký bữa anh hay đứng ở ngoài anh coi á, xong rồi cái anh hay la mất cười em coi lại cái clip hình chiếm đồ á. Tự nhiên em đang chém cái anh đứng ngoài rồi là tê bên tê bên anh về coi clip lại đi. Không nhớ cái clip ông ba để anh coi kỹ á, có phụ đề có thuyết minh chứ. Tự nhiên lúc đó tê mình đang nghe giọng tư rồi nè. Cho em đánh quân cái.